Rồi, em chào bà con nha. Nay ngày 7 tháng 7 2023 ha. Em có một số máy cập nhật cho bà con ha. Ai mua thì nhớ mã số ha, mua cái cạc trước ha, để dành có gì cọc qua liền ha. Cây 405, cây này Galaxy Z320 nha, Z320 rin nguyên cây luôn, bị nứt kính. Học online tốt, Android nó 5 chấm luôn, em bán 250 thôi. 250 cây này nha, Z3 cảm ứng xài bình thường ha. Cảm ứng xài bình thường luôn, bị nứt kính thôi. Xài bình thường luôn. 250 nha. Rồi, cây mã số là 405 nha. Cây này được 2 sim luôn, hỗ trợ được 4G luôn ha. Rồi, cây 406 nè. Cây này cây Neo 5 nha, Oppo Neo 5 nha. Nó Oppo Neo 5. Cái nút nguồn nằm ở đây ha. Nút âm lượng lớn nhỏ ha. Nó vuông vuông ha, nó nhỏ nhỏ gọn gọn ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm. Cây này em bán 350 nha. Mã số là 406 nha. 350, nút nguồn nằm ở đây quên. Rồi nó em tải ứng dụng sẵn ha, pin tốt luôn, nghe gọi cỡ khoảng 2 ngày. Máy móc ok ha, Android 5 chấm luôn. Coi được Zalo, YouTube, TikTok ok luôn ha. Cây này 350 nha, mã số là 406 nha, nhỏ gọn ha. Mã số là 407 ha. Cây này cây Asus Z00X008DB. Cây này bị nứt kính găng tay một chạm, cây này có găng tay luôn nha. Cây này RAM 2, bổ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Cây nứt kính này em bán 300k thôi ha. Mã số là 407. 407 300k bị nứt kính nha. Đó, tải ứng dụng sẵn hết đó ha. Cảm ứng xài bình thường. Cảm ứng xài bình thường luôn nha. Bị nứt kính thôi. Cảm ứng xài bình thường. Bị nứt kính nha. Chà, chữa cháy này kia có 300k thôi nha, 300. Mã số là 407 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel ha, cọc cạc Viettel 50 hay là 100 ha. Mua hay là chuyển khoản cho em cũng được ha. Mua năm cọc cái cạc Viettel 50 ha, chuyển khoản 50 thì em bao 20k tiền ship ha, cọc 100 thì em sẽ bao ship ha. Mua 2 cây trở lên thì em cũng bao ship luôn. Chuyển khoản từ 100k trở lên bao ship luôn. Mua 5 cây thì giá sỉ nha. Găng tay một chạm nằm đây ha. Cây này 300k thì mã số là 407 ha. Mã số là 408 ha. Cây này cây Oppo A51W ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm. Cây này em bán 450 nha. Nó hơi trầy nha. Nó hơi xấu nha. Cảm ứng xài bình thường. Rồi, cây này cây Oppo ha, Oppo A51W ha. Cây này mạnh hơn cây Neo 9. Nó có hồng ngoại luôn. Nó hơi cũ miếng nha. Nó màn hình không bể, không nứt, không gì hết. Cây này em bán 450 nha, mã số là 408 nha. Máy móc ok, full chức năng ha. Đó, máy móc ok ha, màn hình thì đẹp ok ha. Rồi, cây này pin cũng được xài được ngày 2 ngày luôn. Cây này 2 sim ha. Rồi, giá là 450 nha, mã số là 408 nha. Em có cây Apple Neo 9 nè, đẹp lắm. Apple Neo 9 nha. Apple Neo 9 ha. Cây này Apple Neo 9 RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, em bán 500k nha. Mã số là 409 ha. 409. Rồi Apple Neo 9 nha. Đó, màn hình thì ok full ha. Máy này thì khỏi nói rồi, của chính hãng nha. Nên pin nó xài cũng ok lắm, nghe gọi thì khoảng 2 ngày. Còn những cái khác thì từ mỗi người xài khác nhau ha, không biết được ha. Em thì ngày này em để nghe gọi không mà nên nữa 2 ngày. Còn người khác xài cái khác thì khác nữa ha. Mà mã số là 409 ha, 500k. Đó, máy móc ok ha. Đẹp ha. Rồi mã số là 410. Cây này cây Oppo A39 nha. Oppo A39, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm nha. Cây này bị sọc nhẹ ha. 500k, mã số là 410. Cây này mạnh hơn cây Oppo Neo 9 luôn. Cây này là cây RAM 3, bộ nhớ 32 nha. Đó, màn hình green luôn rồi, bị sọc nhẹ miếng ha nè. Sọc một đường vàng nè, không ảnh hưởng gì hết nha. Cứ xài bình thường, không lỗi gì hết đâu.
màn hình nó bị sọc thì mất tia màu thì thôi chứ không có bị lỗi nha. Đó, xài bình thường hết, em xài bình thường hết, em test kỹ lắm. À, máy móc ok full ha. Đó, chỉ bị sọc nhẹ thôi, em bớt rồi. Đúng ra cây này bán 700 nữa, nhưng mà cây này bán 500 thôi nha. Mã số là 410 ha. 410. À, em có cây VMAX B ha, gam 2, bổ nhớ 16 rồi 8 chấm. Em bán 500k nha, mã số là 411 nha, mã số là 411 nha. 411. À, mã số 411 nha, em tải ứng dụng sẵn rồi. Máy móc ok, pin tốt ha. 411 ha. Rồi mã số VMAX B nha, gam 2, bổ nhớ 16 rồi 8 chấm. Mã số là 411, bán 500k nha. Nokia 2.2 ha. Nokia 2.2 luôn. Cây này gam 2, bổ nhớ 16, Android nó 11 luôn. Android cao lắm nha. Android trên núi đó, 11 chấm luôn. Cây này mà bán là 550 nha. Mã số là 412 nha. 412. Cây này giọt nước nha. Camera giọt nước. Cây này ghi nguyên cây luôn. Máy móc ok luôn. Wi-Fi này kia ok luôn ha. Em test sẵn hết rồi. Em bung lên chữ nào chữ nấy, trời người ta chết luôn. Cái chữ tổ mẹ luôn hết không? Chữ tổ mẹ luôn. À, cái Nokia cái đặc biệt của nó là chia sẻ được cái Wi-Fi cho mã vạch Wi-Fi cho người khác ha. Mở ứng dụng lên quét cái mã này là chia sẻ Wi-Fi ha. Rồi cây này giọt nước luôn, em bán 550 thôi, mã số là 412 nha. 412, em mua cái cạc Viettel cọc qua cho em nha, 50k cộng trăm thì em bao ship ha. Galaxy A5 nha, Galaxy A5 nhôm nguyên khối luôn, của chính hãng Samsung luôn. Cây này gam 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Em bán 550 nha, mã số là 41613 nha. 413 ghi nguyên cây luôn, màn hình ghi luôn. Đó, mua cây này mắc lắm. Đó, ghi nguyên cây luôn, đã lắm nha. Full chức năng không lỗi gì hết nha. Pin nghe gọi ngài ok ha. Cây này mã số là 413 nha, 550. Rồi cái 414, cây này Oppo A57, full nguyên cây. Rin nguyên cây, full nguyên cây. Cây này là gam 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn, gam 3 nha. Gam 3, bộ nhớ 32 nha. Cây này giá 600. Mã số là 414 nha. 414 nha. Màn hình thì hơi chạy nhẹ một tí nha. Đó. Hơi chạy nhẹ một tí nha, nhưng mà được cái màn hình Rin. Máy móc ok nha, đã lắm. Gam 3 cũng nhớ 32 luôn. Thì em bán 600k nha. Nếu mà màn hình không chạy là 700 ha, 800 luôn. Rồi cây này là 414 nha, 600k. Cái 415. 415 là Galaxy Note 3 nha. Galaxy Note 3, cây này gam 3, bộ nhớ 32, Android nó 5 chấm. Em bán 600k nha, mã số là 415. 415. Máy này là ghi nguyên cây luôn ha. Note 3 luôn. Gam 3 bộ nhớ 32, có cây viết luôn nha. Có cây viết luôn. 600 nha, mã số là 415 nha. Note 3 Galaxy luôn. Cây này có cây viết, có hồng ngoại luôn. Ghi nguyên cây luôn. 416 nè. Cây này Galaxy Z700 nha. Gam 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 600k nha. Rin nguyên một cây luôn. Vỏ rin, men, rin, pin, rin hết toàn bộ luôn. Cây này Android nó 7 chấm luôn ha. Em bán 600k thôi. Mã số là 416. Cây này xài được 2 sim và pin rời, dễ thay, dễ sửa ha. Màn hình Super AMOLED. Camera của em quay cái màn hình rin nó bị chớp chớp nha. Em quay xa ra bị không? Không, quay xa ra. Xa không bị ha. Ở ngoài đẹp lắm nha, không bị nha. Tại camera của em nó quay vô màn hình nó đọc không nổi cái tần số của màn hình rin á. Rồi cây này 600 ha, mã số là 416 nha. 417 nè.
cây AZ-Z00UD, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm. Cây này 600k nha, mã số là 417, nút lớn, nút nhỏ ha, camera kép ha. Cây này có nút nguồn nằm trên đầu ha, con mắt camera tổ mẹ, trước nó có đèn led trước luôn ha. Máy móc full ok luôn ha. Máy móc ok luôn, màn hình đẹp luôn nha, máy rin luôn. Cây này cũng pin cũng cứng khừ luôn, nghe gọi 2 ngày nha. Mã số là 417 nha, 600k. Mã số là 418 nè. Cây này cây Galaxy Note 4 chính hãng nha. Đang xài gì? Đo nhịp tim nằm đây nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm, em bán 700k nha. Của chính hãng luôn, có hồng ngoại luôn nha. Cây này pin tốt lắm, pin có xài được ngày á. Nghe gọi được ngày ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 6 chấm luôn, bán 700k. Mã số là 418 nha. 418, màn hình riêng luôn, có hồng ngoại luôn. Rin luôn ha. Máy móc ok, full chức năng luôn. Đẹp lắm nha. Ở ngoài đẹp lắm nha, không ám không ố gì hết, có cái viết luôn đã lắm, rút ra là ghi nha. Ai muốn bán cái gì hoặc là muốn ghi cái gì ở cho nhanh á, rút ra là ghi, nó hiện lên cái bảng ghi liền. Ghi rồi đút cái viết vô tự động lưu luôn nha. Bởi vậy ai có cần sổ sách hay là muốn ghi cái gì cân này kia đo này kia mua cái này nè. Rút ra cái mình ghi xong cái mình gắn vô tự động lưu. Ghi nguyên cây luôn nha, có hồng ngoại luôn. Và 700k nha, mã số là 418 nha. Rồi cây 419 nè. Cây này là gọi là vua game, vua tất cả ứng dụng và vua game ha. Tải được hết tất cả ứng dụng và game luôn. Cây này có hồng ngoại luôn. Tên của nó là Redmi 5 Plus của hàng Xiaomi. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này hỗ trợ được 8 nhân mỗi nhân 2Hz. Dữ dằn. Cây này là xử lý 8 nhân nha. Cây này 800k thôi, mã số là 419, găng tay một chạm, đèn led kết, có hồng ngoại. Để chơi vua game nha, màn hình ghiên nguyên cây. Có thể là chơi game là mượt mà, bao tất cả loại game BU hay là FIFA hay là Liên Quân ha, bao hết. Nhào vô đây chơi ha, toàn bộ luôn ha. Ai có chơi Liên Quân kết bạn solo một bạn ha. Mã số là 419 ha. Rồi cây này là cây S7S bị nứt kính. S7S bị nứt nha. Rồi em mua cái nắp sau này em dán cho nó đẹp, cây S7S luôn. Cây này bị nứt nắp sau luôn, em dán đẹp ha. Cây này đo găng tay ha, đo nhịp tim ha, sạc không dây ha, màn hình cong nha. Màn hình cong sạc không dây đo nhịp tim thời đó là nó vua đỉnh nha. Của này S7S ha. Nứt kính thôi ha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này RAM 4 của chính hãng của Samsung là ghê gớm lắm ha. Em bán 800k thôi. Mã số là 421, 420, mã số là 420 nha. 800k luôn. Có khả năng có sạc không dây luôn. Màn hình thì ok, bị đớm đang tí nỉ ha, bị nứt kính. Cảm ứng xài bình thường. Rất là mạnh, chơi tất cả loại game nha. Máy này chơi game thì khỏi nói, nhất là coi phim á, màn hình nó Super AMOLED, coi nó sâu, chiều sâu của cái phim á, nó lên tới 4K nha. Hỗ trợ phim được 4K luôn nha. Găng tay nằm đây nha. Đó, này mua về coi phim thôi, đủ đã nha. 800k thôi, cây này hồi đó em mua, nếu mà bình thường á, nếu mà em mua bữa là 7 triệu, đúng rồi. Mua 7 triệu, cây này nếu mà full nó không mua nứt kính luôn á. Mà 7 triệu á, sau này còn khoảng 5 triệu, 4 triệu. Mà cái này cũng còn cao lắm. Nhưng mà em bán là nước kính, em bán sổ cho bà con 800 ha. Mã số là 420 nha. Rồi cây này cây Huawei Nova 2i. RAM 4, bộ nhớ 64, Android 8 chấm. Em bán 800k cây này thôi, tại vỏ nó hơi xấu chạy ha. Găng tay một chạm, đèn led kết, camera kép ha. Cây này mã số là 421, 21 là số gì không biết nha. Cây này full chức năng ha. Không lỗi cái gì hết luôn. Để ở trước là camera kép luôn nha. Camera kép luôn, rin nguyên cây luôn. Bao tất cả loại game nha. Cây này cũng hỗ trợ được 6 nhân nha. Mạnh cực kỳ, em bán 800k thôi, RAM 4 64 mà bán 800k thôi. Mã số là 421. Chơi tất cả loại game được luôn nha, Liên Quân, Wi-Fi, B-Up gì chơi được hết luôn nha. Ai chơi Liên Quân thì kết bạn ha. Lâu lâu em chơi một trận.
Rồi em có cây LG V20 RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm. Em bán 900k nha. Đó, mã số là 422 nha. Đó, găng cái gì găng tay nằm đây, với ngưỡng nút nguồn nằm đây luôn nha. Đó, có hồng ngoại luôn nha. Pin này, cây này là pin rời nha, sạc tai si. Cái này pin rời, sim á, là xài được một sim nha. Bấm nút này là nhảy lên cái nắp là sai cực pin được luôn nha. Màn hình có LED nha. Hiển thị ngay chỗ này ngày giờ ha. Camera nằm đây ha. Màn hình này có thể bấm hai cái lên, bấm hai cái xuống nha. Màn hình rin luôn, rin nguyên cây, Super AMOLED. Trong vắt, độ sâu nó sâu dữ lắm, giống như là cái giếng mà đào 300m độ sâu đó. Có coi phim là thôi, thần kỳ luôn ha. Mấy cây này hỗ trợ được 2K, coi được phim đã lắm nha. Đó, màn hình rin nó đẹp của LG, cực kỳ luôn. 422 nha, 900K. LG V20, RAM 4, bộ nhớ 64, Android 7 chấm nha. Coi được tất cả loại phim ha. Lên YouTube đánh một cái là game gì cũng có, phim gì cũng có ha. 420 nha. Rồi cây này là cây Galaxy G8 nha. G8 màu tím, gọi là tím pho cà. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Em bán 900k nha. Cây này camera kép luôn, có găng tay nằm đây luôn, găng tay một chạm nha. Mã số là 423, 900k nha, màu tím nha, đẹp lắm nha. G8, thường G6, giờ lâu lâu em mới có cây G8 chứ dễ gì có, hiếm lắm. G8 rồi nha, đã lắm. Máy full chức năng nha, không lỗi gì hết. Cây này em bán sổ luôn 900k thôi, mã số là 423 nha. Rồi cây 424, cây này cây Redmi Note 6 Plus. Redmi Note 6 Plus RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Em bán 900k nha. Găng tay một chạm ha. Cây này là full chức năng. Cây này game chiến tất cả loại game. Game được hết luôn ha, có hồng ngoại luôn nha. Đó, nó xài được 8 nhân mỗi nhân 2 hết, camera kép luôn. Ở trên trước là camera kép luôn nha. Rất là mạnh. Mạnh lắm nha. Chơi tất cả loại game luôn ha. FIFA hay là B-Up gì được hết luôn ha. Liên Quân gì luôn. Cây này mã số là 424 nha. Rồi cây này 900k. Z7 Pro, chính hãng Samsung. Z7 Pro nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này em bán là giá 1 triệu nha. Mã số là 425. 425. Cây này màu xanh nha, xanh blur nha, xanh nha. Đó. RAM 3 và nhớ 32 luôn, của chính hãng luôn. 900k, 999k, giá 1 triệu nha. Mã số là 425 nha. Full chức năng không lỗi gì hết. Đó, full chức năng luôn. Màn hình nó đẹp quá, camera quay không nổi, nó bị chớp nha, chứ ngoài đẹp lắm nha. Máy full chức năng ok ha. Em còn cây nữa nào màu vàng nha. G7 Pro màu vàng nha. Đó, G7 Pro giá một cây này màu vàng nha. Em hạ ánh sáng xuống cơ thể nó không chớp. Đúng rồi, ánh sáng cao quá. Ánh sáng cao quá ha. G7 Pro ha. Full nguyên cây luôn ha. Full nguyên cây luôn. Giá 1 triệu nha, mã số là 426 nha. Rồi cây 427 nè, Oppo X909. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64. RAM 4, bộ nhớ 64 nha. Android 5 chấm luôn, tải được YouTube, Zalo, Facebook, đủ hết tất cả nha. Chơi game toàn bộ game luôn nha. Cây này giá 1 triệu nha, mã số là 427 nha. Full chức năng, màn hình rồi. Màn hình rồi, ok luôn ha. Em giảm ánh sáng lại miếng nè. Ấp bầu ở dưới kéo lên ha, trên kéo xuống quên. Ở trên kéo xuống, auto. Giảm ánh sáng lại có thể không? Giống một tay quá. Em bật chế độ một tay. Đó, cũng không được. Màn hình riêng nó chớp nha. Màn hình riêng nó camera em quay cái màn hình riêng nó chớp nha.
Ai cũng mua cái chớp vậy là màn hình zin á. Camera cũng phân biệt được luôn, ghê không? À, cây này lỗi 8 nha, lỗi 8 nha, gam 4 mũi nhớ xăm 4 nha. Cây này bán giá 1 triệu ha, mã số là 427 nha. Nhờ cây 428 nè, cây này cây Galaxy A20 nha, chính hãng A20 luôn. Cây này gam 3 mũi nhớ 32, Android 11 chấm luôn. Cây này camera kép nha, găng tay 1 chạm nha. À, sạc đôi tai si 428 nha, giá 1 triệu 1 nha, giá 1 triệu 1. Cực kỳ đẹp luôn nha, nó máy full chức năng luôn, giọt nước luôn, máy giọt nước luôn nha. A20 chính hãng Samsung ha. Cây này giá 1 triệu 1 nha, găng tay 1 chạm. Cây mã số là 428, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50k hay là chuyển khoản 50k nha. À, còn lại là 1.050.000, em chuyển tới chỗ rồi tiền ship là 20k ha, mua cọc 100k thì em bao ship ha, chuyển khoản 100k em bao ship luôn ha, mua 2 cây trở lên thì em bao ship luôn ha. À, em có cây táp bự tổ hồi nãy luôn, cây táp này gọi là táp 4 nha, à, táp 4 hiệu trái táo nha. Cây này em bán giải trí nha, 700k thôi, em bán thua cái màn hình. Cái màn hình này là giá 900k, nhưng mà em bán nguyên một cây này giá 700k thôi. Mã số là 08A nha. Trái táo bị mẻ ha. À, em mở lên cho coi là full chức năng không lỗi gì hết nha. Cây này full chức năng luôn nha. Đó, em tải game sẵn rồi nè. Đó, em tải game sẵn luôn ha. Full chức năng nha, Wi-Fi này kia đầy đủ hết luôn nha. Táp 4 không lỗi gì hết, pin tốt lắm, pin trâu như con bò, bò như con trâu. Mã số là 08A nha, giá 700k thôi. Cây bự cũng bán 700, mà cây nhỏ cũng bán 700 luôn. Cây nhỏ này nha, cây này gọi là táp mini nha, táp 1 mini nha, táp 1 mini, mini 1 ha. Cây này bán giải trí luôn, 700k thôi. Mã số là 08B, hiệu là hiệu trái táo bị mẻ nha. Đó, mà mở màn hình đi coi, full chức năng không lỗi gì hết nha. Nút hôm bỗng thì xài bình thường hết luôn, hôm bỗng thì xài bình thường hết luôn. Đó. Đó, em tải sẵn ứng dụng mới rồi ha, mua cờ về giải trí nha. Đó, wifi đầy đủ, pin tốt ha, không lỗi gì hết. Giá 700k nha, mã số là 08B nha, hiệu trái táo mị mẻ luôn nha. Ngày mai mới có táp của Samsung ha, em không lên kịp, sạc micro nha. Lightning chứ, cái đuôi này gọi là đuôi của iPhone, gọi là Lightning nha. Em cây bự cũng xài Lightning luôn nha. Hai cái táp này mua thì em cho cáp thêm nha. Rồi, chào bà con ạ. A89, cây này Redmi Note 3 nha, Redmi Note 3 gam 2 bữa nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Em bán 600k nha. Cái này 389 nha, găng tay 1 chạm, đèn led kết có hồng ngoại nha. Đó, Redmi, cái này sở hữu được là 8 nhân mỗi nhân hết 8 ha. 8 nhân mỗi nhân hết 8 luôn. Máy cực kỳ mạnh luôn ha. Máy mạnh lắm nha. 8 nhân mỗi nhân hết 9 luôn ha. Có hồng ngoại luôn. 389 nha, chơi tất cả loại game được luôn ha. Chơi Liên Quân này kia ok luôn, bình thường luôn nha. Mã số là 389, 600k nha. Mã số là 391. Cái này Galaxy Z5 2016 nha, gam 2 bữa nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Em bán 600k nha, 600k nha. Z5 2016 full chức năng, hỗ trợ được 2 sim và 4G, mã số là 391, full chức năng nha, đẹp kênh spe luôn ha. Đó, máy móc ok đẹp luôn nha, máy móc ok luôn ha, đẹp luôn nha, pin tốt luôn nha, pin tốt lắm. Rồi, cây này mã số là 391, 600k nha. 394, cây này là cây cũng Galaxy S6 luôn, màu trắng ha, gam 3 bụi nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Em bán 700k nha, mã số là 394, màu trắng ha.
máy móc ok nha. Đó. Găng tay nằm đây nha. Đo đẹp chim luôn, có hồng ngoại luôn. Cây này có sạc không dây luôn nha. 394 700k nha. 395 màu vàng nha, màu gold. Cây này gam 3 của nhớ 32 hình Android 7 chấm luôn. Em bán 700k luôn. Mã số là 395. Có đo đẹp tim luôn, có sạc không dây luôn. Cây này màn hình cũng đẹp luôn, có tróc thủy miếng ha. Nhưng mà sao màn hình nó đẹp lắm nha, màn hình Kensington luôn. Màn hình nó đẹp lắm. Cái này xài bình thường không rồi ép kính một cái đẹp ha. Máy móc ok luôn, full chức năng ha. Cảm ứng xài bình thường ghiên nguyên cây luôn. Đó. Máy có sạc không dây luôn. 700k nha, mã số là 395. Rồi, mã số là 396 nè. Cây F5 nha, Oppo F5, găng tay một chạm, vỏ nhôm nha. Cây này gam 4, bộ nhớ 32, gam 4, bộ nhớ 32 nha. Nó mạnh lắm nha. À, cây này sở hữu được 8 nhân luôn. Mã Android 5 chấm nha. Cây này 800k. Găng tay một chạm, mã số là 396. Máy full chức năng ha. Full chức năng luôn. Full chức năng ha. Cây này gam 4 của nhớ 32. 800k, mã số là 396. 397. Oppo F3. Oppo F3 nha. Gam 4 bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm. Gam 4 bộ nhớ 64 nha. Cây này cũng mạnh ghê gớm. Cây này 900k nha, mã số là 397. Máy full chức năng không lỗi gì hết nha. Máy full chức năng nha. Máy full chức năng không lỗi gì hết luôn. Rồi, mã số là 397, 900k nha, gam 4 bộ nhớ 64 nha. 398, cây này cũng là F3 luôn, màu đen nha, gam 4 bộ nhớ 64 luôn. Em bán cũng 900k luôn. Mã số là 398 màu đen nha. Máy full chức năng ha, không lỗi gì hết nha. Găng tay nằm trên màn hình trên đây nha. Máy full chức năng nha, mã số là 398 900k nha. Mã số là 399. Cây Huawei Nova 3F. Nova 3E chứ, Nova 3E nha. Cây này có camera kép, găng tay một chạm, RAM 4, bộ nhớ 64, Android 9 chấm. Cây này em bán 900k. Hỗ trợ cho bà con ha, sạc bằng đuôi taxi. Lưng kính. Đó, cây này 399. Màn hình thì tai thỏ. Màn hình rin, tai thỏ rin nguyên cây. Máy móc ok, full chức năng. Nhanh tay chốt cái này ha, 900k, mã số là 399. Rồi, mã số là 401. Cây này Redmi Note 5 nha, camera kép, găng tay một chạm, bự ha, chơi game toàn bộ ha. Cây này sở hữu được 8 nhân, mỗi nhân 2Hz ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này em bán 900k nha, chơi tất cả loại game ha, đã lắm nha. Màn hình không lỗi gì hết, full chức năng nha. Đó, có hồng ngoại luôn. Nó hở đèn miếng ha, không sao ha. Nó hở đèn tí nỉ ha. Do cái sườn á, xài bình thường, đẹp ha. 900k nha, mã số là 401, chơi tất cả loại game nha. Màn hình đẹp luôn ha. 403, Oppo AR9S nha. Cây này Oppo AR9S Plus. Cây này gam 6, bộ nhớ 64, Android 6 chấm, RAM 6 nha. Cây này giá 1.200.000, mã số là 403. 403 nha, bán giá 1.200.000 mà RAM 6 bộ nhớ 64 nha. Oppo màn hình rin luôn, rin chính hãng luôn. Cây này full chức năng luôn. Bộ RAM 6 nó chạy rồi. Mà kỳ ghê luôn nha. Full chức năng luôn. Cây này giá 1.200.000 nha, mã số là 403 ha. Em có cây Nokia 2 ha, học online tốt, Android nó 7 chấm luôn.
cây này tải được hết tất cả ứng dụng luôn ha. Android 7 chấm, Android 5 chấm trở lên là cài được hết rồi nha. Cây này 400k ha, mã số là 434 434 ha. Xài được 2 sim và 1 thẻ nhớ ha. Của Nô ha. Bị cộng gì dính. Em tải sẵn ứng dụng hết ha. Máy Nô 2 ha. Android 7 chấm luôn. Nô 2 nha. Full chức năng không lỗi gì hết nha. Đó, full chức năng không lỗi gì hết nha. Cây này là mã số là 343 nha, 400k ha. 400k. Em có cây Movitas X1. Movitas X1 ha. Cây này gam 3 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm. Em bán 600k do cây này gam 3 nha. Nó có găng tay luôn ha. Găng tay một chạm luôn. Mã số là 352 nha. Đó, 352 gam 3 bộ nhớ 16 luôn. Mệnh danh là kim cương đen. Nhưng mà cây này màu hồng là kim cương hồng. Hồi đó nó là màu đen, hồi xưa là cây này là nó màu đen gọi là mệnh danh kim cương đen. Nó mới ra cũng nổi lắm, pin tốt lắm nha, pin trâu lắm. Pin xài nghe gọi 2-3 ngày. Rồi cây này có găng tay luôn. Ha, bị nứt kính, không có bị nứt kính, quên. Cây này gam 3 bộ nhớ 16 nha, Android 6 chấm, 600k nha. 352 nha. 353 nè. Cây này cây Galaxy Note 2. Cây này hỗ trợ được 4G luôn. Gam 3 của nhớ 32 full chức năng. Cây này bán 600k nha. 600k mã số là 353 nha. Gam 3 của nhớ 32 nha. Cây này Note 2 nha. Note 2 này cây này sách tay từ Hàn Quốc về ha. Có bản tiếng Việt ha. Full nguyên cây gin luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng một nùi luôn. Em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, màn hình game đẹp lắm nha. Màn hình của nó giờ cũng là giá trên núi rồi ha. Wi-Fi, sim, bọng, ok đầy đủ ha. Em bắt nhiều không được nha. Bị dính tại bản quyền á. Em bắt sơ sơ cho coi thôi nha. Đó, cây này Note 2 ha. Mà 600k, mã số là 353 nha. Sao sao này còn ghê dữ nữa. Đây còn siêu phẩm ghê luôn, đỉnh của đỉnh nha. Oppo Reno 2F. À, gam 8 cộng 5 là gam 13 nha, gam 13 nha. Anh bổ nhớ 128, Android 11. Cây này chính hãng nha. Cái này là RAM thật nha. RAM thật nha, gam 8 cộng 5 nha. Này giá 2.4 triệu. 3 camera luôn. Nắp lưng đẹp Kensington Band. Cây này đặc biệt một cái camera thụt lò ha. À, đèn LED case. Cây này có tới 4 camera luôn chứ không phải 3. Còn con mắt ở trên này là để mình selfie á, mình quay ngược lại mình coi cái hình của mình trong đây nè, mình chụp nó là chuẩn ha. Cây này mã số là 366 ha. Nè cho coi màn hình nè. Em vuốt không hết. À, màn hình đó nè. Pin cầm lắm nha, pin ok lắm nha. Đó, camera nè, camera trước nè. Đó, chạy lên nữa thấy không? Đó, trước chạy lên đúng không? Camera sau nè. Hụt xuống nè, nó phá phê đi đã lắm. Mà khỏi khi mình bật cái màn hình lên, cái camera chạy lên, mở phê đi ra. Cây này giá 2.4 triệu nha. RAM 8 cộng 5, bộ nhớ 128GB. Đẹp Kensington Band như Ngọc Trinh, sạc bằng type C luôn ha. Sạc bằng type C, camera thụt lò ha. Ai chơi mua đen thì bú vô ha. Mã số là 366. 9 nè. Cây này cây Nô 1 nha, Nokia 1. Học online tốt, Android nó 10 chấm luôn. Android nó cao quá trời luôn. Android 10 chấm luôn. Cây này em bán 400k nha. Mã số là 319 nha. Full chức năng không lỗi gì hết nha. Máy móc ok, rin nguyên cây luôn. Không lỗi gì hết luôn. Máy đã lắm nha. Máy pin tốt lắm nha. Có camera trước đàng hoàng. Ok, máy móc là ở chạy bình thường ha. Android 10 chấm luôn. Đào bi học online ok luôn ha. Máy 1 cam luôn ha. Bỏ túi nghe gọi ok luôn ha. 400k thôi.
mã số là 319 nha. Rồi cây 332 nè, iPhone 6S nha, cây này bị đốm. Cây này 16GB bán nghe gọi ha, 800k. Máy móc ok luôn, pin tốt luôn nha. Máy ok luôn ha, bị đốm miếng ở đây nè, không nứt không gì hết nha. Cảm ứng thì xài bình thường luôn ha, không lỗi cảm ứng nha. Chơi game này kia FIFA, Beat Up này kia luôn ha. Android nó tới iOS nó tới 15 chấm mấy luôn nha. Cây này tải hết toàn bộ các ứng dụng trên Shopee Play nha. Trên store nha. Cây này 800k nha. Mã số là 332 nha, 332. Bị đớp miếng ha, màn hình zin luôn. Cây này full chức năng ha. Có găng tay bị mất găng tay nha. À, cập nhật lên phiên bản 15.7. Đúng không? Nó ngang ngửa với 13, 14 luôn, cầm iOS 332 nha, 800k nha. Rồi mã số là 188 nè. Cây này Oppo A51W. Cây này bị đốm, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm. Em bán 400k luôn. Oppo A51W nha. Cây này mệnh danh kim cương. Nó có cây này hình như có hồng ngoại. Đúng rồi, có hồng ngoại luôn nha. Nó bị đốm miếng cảm ứng xài bình thường. Nó bị đốm ở trên này, nó thấy không? Rồi, xài bình thường hết luôn. Cảm ứng hay là cái gì đó xài bình thường hết luôn, không lỗi gì hết nha. Test ok hết toàn bộ luôn, không lỗi gì hết mà máy mượt lắm. RAM 2 bộ nhớ 16 chuẩn luôn ha. Android nó 5 chấm luôn. Em bán 400k thôi. Mã số là 188 nha. Cây 303 nó mới ghê nữa. Cái mã số là 303. Cây này là Galaxy S9 Plus nha, chính hãng luôn. Cây này sạc không dây ha. Màn hình cong ha. RAM 6 bộ nhớ 64, Android nó là 8. RAM 6 nha. Mã cây này bán là 2.7 triệu nha, không ốm ố không gì hết. Camera kép, đo nhịp tim. Đó, găng tay nằm đó. Đó, màn hình thì đẹp ken sven luôn ha. Ở ngoài nó không chớp, ở trong camera sao bị chớp không biết nữa. Ở ngoài đẹp lắm, màn hình nó không ám không ố gì luôn. Ở trong camera nó màu hồng hồng không biết sao. Cái camera của em nó không đọc nổi cái bộ phân giải của cái màn hình zin. Mà đẹp lắm nha. Đó, 2.7 triệu nha, sạc không dây luôn. Có một cả luôn nha. Chơi game toàn bộ luôn, RAM 6 bộ nhớ 64 luôn, 2.7 triệu nha. Đẹp lắm. Cái này đẹp lắm nha, có ai lên đình luôn. Đẹp lắm nha, nó cực kỳ luôn nha. Ở ngoài nó không bị nha, ở ngoài màn hình nó đẹp lắm. Rồi chào bà con.